Xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách để cập nhật phần mềm lên iOS 18 ở trên điện thoại iPhone nhé. Rồi, và các bạn lưu ý rằng cái điện thoại của các bạn ấy phải từ iPhone XR trở lên thì các bạn mới có thể là cập nhật được lên iOS 18 nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thoát ra ngoài. Đầu tiên, các bạn sẽ vào phần cài đặt của máy của các bạn. Tiếp theo, các bạn kéo xuống, nhấn vào cài đặt chung. Rồi các bạn bấm vào phần cập nhật phần mềm. Các bạn nhấp vào. Rồi ở cái phần cập nhật phần mềm này nó đang kiểm tra nha, các bạn chờ một tí. Rồi, nếu như mà các bạn muốn cập nhật lên, ở đây nó sẽ có hai lựa chọn nha. Một lựa chọn là cập nhật lên iOS 17.7 hoặc là các bạn kéo xuống thì nó sẽ cho các bạn nâng lên iOS 18 luôn. Thì ở đây tùy vào lựa chọn của các bạn thôi nhé. Như nếu mà bạn nào mà sử dụng iPhone XS Max hoặc là iPhone X ấy, thì mình nghĩ là nên cập nhật lên iOS 17.7 thôi. Còn các bạn thích nâng lên 18 cũng được. Tại vì mình sợ nếu mà nâng lên iOS cao quá thì có thể là máy yếu thì nó sẽ bị lag. Nhưng ở đây mình hướng dẫn nên nâng lên iOS 18 thì mình sẽ nâng lên iOS 18 nhé. Rồi mình bấm vào phần cập nhật ngay bây giờ. Rồi bây giờ các bạn sẽ phải nhập cái mật khẩu mở máy của các bạn. Thì mật khẩu mở máy của các bạn là gì thì các bạn cập nhật nhé. Như mình thấy thì cái iOS 18 đây các bạn bấm vào đồng ý. Bấm vào đồng ý. Rồi đây nó đang yêu cầu cập nhật. Các bạn chờ một tí để cho nó cập nhật nhé. Thì như mình thấy iOS 18 ấy, nó có khá là nhiều tính năng hay. Như là cái tính năng mình thích là nó có thể là khóa ứng dụng bằng Face ID. Đó, cái đây là cái tính năng khá là hay mà trước chưa có. Rồi thì bây giờ các bạn chờ nhé, hiện tại nó còn 5 phút. Thì cái quá trình cập nhật này thì mình nghĩ là nó mất một khoảng thời gian khoảng 10 phút đấy nha. Rồi, và hiện tại thì chỉ còn 3 giây nữa thôi. Rồi, nó đang chuẩn bị cập nhật nhé. Bây giờ thì các bạn cứ để nguyên máy như vậy. Thì trong cái quá trình mà các bạn cập nhật phần mềm ấy thì các bạn nên để cho cái máy của các bạn nó nhiều pin một chút xíu nhé. Ở cái quá trình đang chuẩn bị cập nhật này thì các bạn cứ để máy sáng cho mình nhé. Các bạn để máy sáng khoảng chừng 4 đến 5 phút thì nó mới cập nhật xong ấy. Sau khi mà nó cập nhật xong rồi thì nó sẽ chạy lại táo. Và khi mà nó chạy lại táo là các bạn đã cập nhật thành công. Khi mà nó chạy lại táo nó mở máy lên là các bạn sẽ cập nhật thành công được lên iOS 18. Rồi và hiện tại thì nó hiện lên là cập nhật phần mềm iOS 18 bắt đầu sau 6 giây nữa này. Đó. Rồi các bạn để nguyên như vậy nhé. Đang xác minh bản cập nhật này. Cái máy iPhone X Max này của mình ấy, thì cái dòng này nó hơi yếu cho nên là mình cập nhật nó hơi lâu nhá. Như cái con 14 Pro này mình cập nhật đấy thì nó khá là nhanh. 14 Pro của mình thì mình cập nhật khoảng chừng 8 phút là xong. Còn con máy này thì nó cập nhật hơi lâu, X Max thì cập nhật hơi lâu. Bây giờ thì các bạn chỉ cần đợi cho nó lên táo thôi. Khi mà nó lên táo xong và nó bật máy lên là các bạn đã được lên iOS 18 rồi. Cái iPhone XS Max này của mình nó hơi yếu cho nên là mình cũng phải cập nhật đến khoảng hơn 20 phút thì nó mới xong, nó mới lên được iOS 18. Được rồi, và hiện tại như các bạn có thể thấy là cái iPhone này của mình đã được lên nguồn rồi nhé. Bây giờ thì nó đã khóa màn hình, bây giờ các bạn phải mở máy lên. Các bạn nhập mật khẩu. Rồi khi mà các bạn nhập mật khẩu máy xong rồi thì nó hoàn tất cập nhật phần mềm này. iPhone của bạn đã được cập nhật lên iOS 18. Các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi thì nó hiện lên cái phần này thì các bạn bấm vào thiết lập sau nhé. Cái phần là thẻ Visa Apple Pay này, bấm vào thiết lập sau. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ hoặc không chia sẻ đâu được nhé. Mình bấm vào không chia sẻ. Chào mừng bạn đến với iPhone, các bạn vuốt lên để bắt đầu. Rồi thì đã được cập nhật lên iOS 18 nhé. Các bạn có thể vuốt cái phần đa nhiệm này xuống này. Các bạn có thể thấy là nó đã khác trước. Đó, đây là có phần nhạc này, phần kết nối này, đó, kết nối nhiều cái. Bấm phần tim này nó sẽ hiện lên. Và đây thì bạn cũng có thể là chỉnh sửa được cài đặt nó nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là khóa được ứng dụng. Ví dụ như là Facebook đúng không? Các bạn muốn khóa Facebook hay Messenger thì các bạn có thể là bấm vào giữ vào nó. Và các bạn có thể là bấm vào yêu cầu Face ID thì nó mới chịu mở ứng dụng nha. Đó. Rồi, và mình hướng dẫn các bạn cách để cập nhật lên iOS 18. Các bạn thích video này, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Brick Mobile. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.